Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những ai sẽ vào tứ trụ Đại hội 13 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, do dỉ tài liệu tuyệt mật cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, bao gồm cơ cấu các ủy viên Trung ương Đảng, dự kiến danh sách Bộ Chính trị 19 người, đặc biệt là danh sách tứ trụ gồm những ai, ai ở, ai đi. Một chuyên gia về chính trị Việt Nam dự đoán Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi nhiệm vụ ở Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được diễn ra vào đầu năm 2021 và ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu trở thành Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của BBC, tiến sĩ Zachary Abuja cũng chia thành nhiều những vấn đề khác nhau và chia sẻ rằng ông đã từng dự đoán sai về kết quả ở Đại hội 12 diễn ra năm 2016. Tuy đã suy nghĩ nhiều vì sao mình dự đoán sai năm 2016, khi đó tôi không nghĩ ông Trọng sẽ tái đắc cử vượt qua Thủ tướng 3X Nguyễn Tân Dũng và phải đẩy 3X Nguyễn Tân Dũng trở về làm người tử tế. Theo tôi, điều ông Trọng làm tại Đại hội 12 là tái khẳng định uy quyền của Đảng. Khi ấy, tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đang đặt nhiều quyền quyết định hơn vào tay giới kỹ trị của quan chức. Điều đó làm ông Trọng lo ngại vì ông muốn Đảng phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi quyết định. Tiến sĩ Zachary Abuja cho rằng yếu tố này cũng sẽ giúp cho ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng Bí thư. Ông Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 đến năm 2011, rồi giữ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tháng 7 năm 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Theo tiến sĩ Zachary Abuja nói, ông Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp là làm trong bộ máy của Đảng. Ở ông Vượng, ông Trọng nhìn thấy đấy là đồng minh, là đệ tử xuất sắc của ông. Vậy nếu ông ấy được bầu sẽ có nghĩa gì cho Việt Nam? Câu trả lời rất ngắn gọn là sự tiếp nối trong chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, nhiều nhà quan sát cũng chung nhận định với ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư Đại hội 13 sắp tới. Mới đây, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IS ở Singapore nói trong một bài phân tích quan trọng hơn, nếu xét chiến dịch chống tham nhũng cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và việc Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ chống tham nhũng, rất có khả năng là ông Trọng muốn người kế nhiệm sẽ duy trì di sản của mình để tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng. Ông Vượng, người từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và là trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, có thể được coi là đáp ứng điều kiện hơn để thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của Đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm. Như vậy, ứng cử viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn. Tác giả Lê Hồng Hiệp nhận định. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần, nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Mỗi lần đại hội, Đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới chất lượng mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động và thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại Đại hội 13, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như các quy định thành văn được Đảng ban
hành về sự lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn từ trên xuống theo truyền thống vẫn còn ổn định. Và cuối cùng là các quỹ ước bất thành văn để đưa ra những phân tích, phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng các đại hội kể từ hai thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong đảng đã được gia tăng một cách mạnh mẽ, đặc biệt đối với các vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa. Đó là những yếu tố quan trọng để các phân tích và phán đoán trở nên chất lượng hơn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị Đại hội khóa 12 có 19 người nhưng hiện nay chỉ còn 16 ủy viên làm việc. Theo các quy định về độ tuổi, chúng tôi tạm thời chia ra 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người quá tuổi tái cử ủy viên chính trị theo quy định và phải rời vị trí sau Đại hội 13, trên 65 tuổi vào ngày bầu cử đại hội, tạm gọi là nhóm Bộ 8, bao gồm có ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 7 người sinh vào những năm 1953, 1954, 1955. Cụ thể nhóm này gồm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội sinh năm 1954, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư sinh năm 1953, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sinh năm 1954, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực sinh năm 1955, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sinh năm 1954 và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1953. Như vậy, Bộ 8 về nguyên tắc sẽ không tái cử Đại hội 13, chiếm 50% số lượng ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, tương đối phù hợp với nguyên tắc kế cận. Nhóm thứ hai gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị là nhóm theo quy định được cơ cấu tái cử dưới 65 tuổi vào ngày bầu cử Đại hội 13, sinh ra vào năm 1957, 1958, 1959, tạm gọi là nhóm Bộ 6. Cụ thể bao gồm ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương sinh năm 1958, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận sinh năm 1958, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao sinh năm 1959, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ sinh năm 1957, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sinh năm 1957, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị kỷ luật sinh năm 1959. Nhóm thứ ba là những nhóm sinh từ năm 1961 trở về sau, tạm gọi là nhóm 2026, tức là nhóm không những tái cử nhiệm kỳ Đại hội 13 mà còn đủ tuổi để tái cử vào nhiệm kỳ 2026, tức là Đại hội 14, bao gồm hai ông, đó là Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sinh năm 1970 và ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái cử Đại hội 13, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch về quy định 90 QĐ trên TVK về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý được ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2017. Đoạn quy định chức danh Tổng Bí thư ngoài các tiêu chí chung có một điều kiện đặc biệt, ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong các phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương hiện nay, ngoài Tổng Bí thư chỉ còn 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được phép ngồi chủ tọa và điều hành phiên họp. Trong lịch sử và theo truyền thống kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đại hội 6 năm 1986, và các nhân vật phải nắm giữ các vị trí Thường trực Ban Bí thư trở lên cho đến các vị trí cao nhất mới có thể có khả năng kế cận trở thành Tổng Bí thư. Cụ thể ở đây, Đại hội 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó ông là Thường trực Ban Bí thư. Đại hội 7 năm 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với chức Thủ tướng hiện nay. Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử.
Tại hội nghị Trung ương tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường vụ Bộ Chính trị, một trong bốn vị trí cao nhất. Sau Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại hội 9 năm 2001 là ông Nông Đức Mạnh. Trước đó, ông là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 10 năm 2006, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái cử Đại hội 11 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử và trở thành người trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại Bộ Chính trị ở Đại hội 12. Với quy định về chức danh Tổng Bí thư và theo lịch sử lựa chọn các vị trí quyền lực nhất từ trên xuống được truyền thống hóa kể từ thời của Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì hiện nay các ông như Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế hơn. Nhưng theo đấu đá giữa Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân thời gian vừa qua, thì chúng ta cũng thấy được là mức độ gay cấn đến như thế nào khi tranh giành chức Tổng Bí thư hiện nay. Tuy nhiên trong ba người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ như không được truyền thống hay lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như theo truyền thống, Đảng chưa có Tổng Bí thư nào là nữ. Ngoài ra Tổng Bí thư qua tất cả các thời kỳ cũng đều là người miền Trung và người miền Bắc, chưa có một ai là người miền Nam. Xét trên những quy định bất thành văn đó thì hiện nay mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi là đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Với các tiêu chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định, cho thấy việc quyết định ứng cử viên Tổng Bí thư phải đi địa phương hay tham gia chọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị đã không còn cứng như trước đây. Việc Đảng chưa có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nên đến Đại hội 13 khả năng cao chúng ta lại chứng kiến sự quay trở lại cấu trúc bốn chức danh chủ chốt thường được gọi là tứ trụ, bao gồm có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư. Quy định 90 QĐ trên TVK đối với các chức danh Chủ tịch nước đều có các tiêu chí chung cụ thể bao gồm uy tín, được hiểu là không bị kỷ luật về Đảng hoặc mức độ tín nhiệm cao trong Bộ Chính trị đã được bỏ phiếu, năng lực nổi trội lĩnh vực công tác. Nếu áp dụng các tiêu chí chung cho nhóm bộ 6 và nhóm 2026 thì cả 8 vị trí tái của Bộ Chính trị đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí của chức danh này là kinh qua nổi trội trong các lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, tư pháp thì ba ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có lợi thế hơn. Đối với các chức danh Thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung thì theo lịch sử và truyền thống, tất cả các Thủ tướng hay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trước đây kể từ thời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đều trưởng thành từ Phó Thủ tướng. Đó là các ông Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Bà Ích, Nguyễn Tấn Dũng, CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện tiêu chí cho việc chọn lựa nhân sự Thủ tướng đặt yếu tố kinh nghiệm trong điều hành bộ máy hành pháp lên hàng đầu. Như vậy, các lợi thế sẽ thuộc về các Phó Thủ tướng hiện nay, ông Trương Hòa Bình, ông Phạm Bình Minh và ông Vương Đình Huệ, hai ông Trịnh Đình Dũng và ông Vũ Đức Đam không tham gia Bộ Chính trị. Trong ba phó thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955 thì hiện nay không đủ tiêu chuẩn để tái cử Bộ Chính trị, và về lĩnh vực phụ trách ông cũng chuyên trách về mảng nội chính, tư pháp. Ông Phạm Bình Minh chủ yếu phụ trách lĩnh vực đối ngoại, ông Vương Đình Huệ nếu xét về tiêu chí thứ ba trong quy định của chức danh thủ tướng là cần có khả năng hiểu biết sâu, rộng về nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội của đất nước, kinh tế chính trị thế giới và hội nhập quốc tế thì có vẻ như là người có nhiều lợi thế nhất. Cuối cùng là chức danh Chủ tịch Quốc hội, cả hai nhóm bộ 6 và nhóm 2026 gồm có 8 ủy viên Bộ Chính trị có thể tái cử, có cơ hội đồng đều như nhau để tiến đến chức danh đứng đầu cơ quan lập pháp này.
Tuy nhiên, nếu theo tiêu chí của chức danh Chủ tịch Quốc hội như có năng lực nổi trội, toàn diện cho các lĩnh vực công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, thì bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, trưởng ban dân vận hiện nay đang có lợi thế hơn tất cả các ứng viên khác. Bà Mai từng là chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và cũng là Ủy viên Thường vụ Quốc hội hai khóa liền 2007 đến năm 2016. Bà Mai hiện cũng là một trong ba người có thâm niên tham gia Ban chấp hành Trung ương chính thức lâu nhất ba khóa từ Đại hội 10 2006. Trong số bộ 8 tái cử cùng với hai người còn lại là ông Hoàng Trung Hải tham gia Ban chấp hành Trung ương 4 khóa từ Đại hội 9 2001, ông Vương Đình Huệ từ Đại hội 10 2006. Bà là đại biểu Quốc hội có thâm niên cao nhất trong nhóm bộ 8 ủy viên Bộ Chính trị có khả năng tái cử hiện nay. Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ tham gia làm đại biểu Quốc hội ít nhất chọn 24 năm kể từ năm 1997 cho đến Đại hội 2021, là người tham gia sinh hoạt nghị trường hơn 2 thập kỷ liên tục. Cuối cùng, cần phải nói thêm về truyền thống bất thành văn và có tính chất vùng miền khó có thể bỏ qua, đó là kể từ năm 1975, 4 vị trí cao nhất chưa bao giờ vắng bóng một nhân vật đến từ miền Nam. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có 4 nhân vật đến từ miền Nam, bao gồm Nguyễn Thị Kim Ngân, Bến Tre, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trà Vinh, ông Trương Hòa Bình, Long An và ông Võ Văn Thưởng, Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong 4 nhân vật trên, theo quy định của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trương Hòa Bình đã quá tuổi tái cử Bộ Chính trị. Nhân vật miền Nam theo quy định đủ tuổi tái cử đó là ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng thành khá trẻ, ông sinh năm 1970. Vì vậy, việc tứ trụ khóa 13 có cơ cấu cứng một nhân vật đến từ miền Nam hay không vẫn còn là một ẩn số khá lớn. Theo nguyên tắc, đến hết khóa này, số lượng ủy viên Bộ Chính trị vẫn có thể được bổ sung để đạt trở lại con số 19 như Đại hội 12 đã bầu. Nếu số lượng ủy viên Bộ Chính trị trở lại con số 19 thì các vị trí tứ trụ được dự kiến cho Đại hội 13 như phân tích ở trên theo chúng tôi không bị ảnh hưởng. Nó chỉ ảnh hưởng đối với vị trí của nhóm ở dưới, đó là nhóm bộ 8 tái cử. Đối với vị trí thường trực Ban Bí thư Quốc hội cũng chia đều cho nhóm bộ 8 ủy viên Bộ Chính trị tái cử. Tuy nhiên, các nhân vật đang điều hành công tác đảng hiện nay được chú ý hơn, bao gồm các ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng và Nguyễn Văn Bình. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, nếu ông Ngô Xuân Lịch không tái cử theo truyền thống kế cận, sẽ là một nhân vật đến từ các lực lượng vũ trang là Bộ Quốc phòng. Hiện nay trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ có ông Lương Cường, sinh năm 1957, Bí thư Trung ương Đảng, công tác tại Bộ Quốc phòng. Ông là đại tướng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Những người ủng hộ ông đương nhiên là muốn một kịch bản lặp lại như Đại hội 11, lúc đó ông Ngô Xuân Lịch cũng là Bí thư Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, nếu như ông Phạm Bình Minh rời đi để tiến đến một vị trí cao hơn sau hai nhiệm kỳ, chúng ta có tân Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân vật này theo truyền thống Bộ trưởng sẽ là người từ bộ này. Người hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp duy nhất trong quá khứ tại Đại hội 10 2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm từ chính phủ sang kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao do lúc đó bộ này khủng hoảng nhân sự. Chỉ bầu được một ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, đó là Thứ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ Ngoại giao hiện có hai thứ trưởng là Bùi Thành Sơn và Lê Hoài Trung, đều là Trung ương ủy viên. Các vị trí còn lại như các trưởng ban đảng bao gồm tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kinh tế, các bộ trưởng công an, bí thư Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, theo chúng tôi vẫn là một ẩn số cho đến khi cấu trúc các vị trí chủ chốt bên trên được ổn định. Theo nguyên tắc, việc cơ cấu các ủy viên Bộ Chính trị để bầu tại đại hội thường nhắm vào các chức danh cụ thể. Ngược lại với các chức danh đó phải là cơ cấu cứng là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Như vậy thì
Hai bí thư trung ương đảng hiện nay là ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay đang có nhiều lợi thế để ngồi vào chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị kế tiếp. Vì thường hai vị trí này theo truyền thống đều được cơ cấu cứng phải là Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Trong số 23 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư hiện nay chỉ có 3 nhân vật sinh ở thế hệ 6X. Đó là ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, sinh năm 1961, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, sinh năm 1961, và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, sinh năm 1962. Điều đặc biệt lưu ý là hiện trong Bộ Chính trị chỉ có một nhân vật duy nhất ở thế hệ 6X, đó là ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961. Điều đó cho thấy đang có một khoảng trống thế hệ cho nhóm lãnh đạo thế hệ 6X, hay sự thiếu vắng những lãnh đạo chủ chốt thế hệ 6X. Điều đó dẫn đến việc Đại hội 14 diễn ra năm 2026, một thế hệ lãnh đạo 6X, 7X, nhiệm kỳ Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa này đều được tái cử. Chỉ còn 4 nhân vật, đó là ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn. Đó là một tỷ lệ kế cận 6X khá khiêm tốn. Do vậy, chúng tôi nhận định tại Đại hội 13 chủ yếu sẽ là sự bổ sung thế hệ tuổi từ giữa cho đến cuối 6X cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư để đảm bảo giữ vững chắc nguyên tắc kế thừa các thế hệ lãnh đạo của Đảng. Theo như phân tích trên đây, cùng với truyền thống thâm niên và kế thừa lãnh đạo, nếu không có gì thay đổi, các ông như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn sẽ tiến đến những vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực tại Đại hội 14 sẽ được diễn ra vào năm 2026 nếu như còn đại hội này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.